hướng chúng ta lưu ý ở bài tập này sẽ có hai lần nhạc trở lại. Ở lần đi thứ nhất, nhạc trở lại sẽ rớt vào hướng 9 giờ, hướng bên tay trái của chúng ta. Ở lần đi thứ hai, lần nhạc trở lại sẽ rớt vào hướng trước mặt của chúng ta, là hướng 6 giờ. Bây giờ chúng ta cùng tập. Câu số 1, chân phải chuẩn bị. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 3, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 4, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta vừa thực hiện xong 32 bước nhảy của bài tập.